Mệt quá. Đúng tháng này tháng 7 mà còn gặp chuyện xui xẻo không. Đến nỗi đi dãy mã mà cũng không yên. Mọi người biết dãy mã là gì không? Là cạo đầu hết tóc đó. Tóc tôi đẹp lắm. Mái tóc thầy vợ tôi nó nhìn thấy là nó yêu từ lúc cái tôi 14 tuổi. Cái đầu tôi bây giờ nó làm láng o luôn mà tôi bực mình quá. Ai hả? Vô đi. Con Tâm nè. Vô. Mày đóng cửa là. Dạ. Dạ thưa chú. Thôi có chuyện gì? Dạ con thấy là thấy chú là review chiếc xe Matiz á. Chú đi từ Sài Gòn về Bến Tre xong rồi qua Cần Thơ rồi vòng ra Sài Gòn nữa, chú thấy đi chiếc xe chú không thấy ổn không chú? Xe nào? Xe Matiz đó chú, màu xanh xanh á. Đầu hổng chú thấy chú review á. À. Bữa nay tôi xin giới thiệu quý vị một chiếc siêu xe. Đây là một cái phương tiện mà tôi sẽ đi từ thành phố Sài Gòn xuống tới Cần Thơ, ghé Bến Tre để quay chương trình. Chiếc xe này tôi nói thiệt nha, chiếc xe này cực kỳ tốt. Chiếc xe này của ai? Của một người tên Tuấn, mà nghệ danh trong giới nghệ thuật người ta kêu là bầu cám ló mặt đó. Đó, thấy chưa? Chiếc xe này tốt lắm. Máy lạnh nó lạnh phà phà. Chạy xe hả? Trời ơi, khi mà bật máy lạnh lên thì cái kèn nó không kêu. Mỗi lần mà thấy chướng ngại vật bóp kèn hoài không được, tụi tôi phải ló đầu ra. Cái xe này là nó là như vậy. Ôi, lần đầu tiên đi một siêu xe của bầu cám. À, cái xe mà tích của nữ hoàng Alexander được cám hả? À, tưởng ai chứ cái xe đó thì. Ủa, sao mày tính mua hả? Dạ, thấy chú đi cũng ổn, con định hỏi chú mua được không, định vay ngân hàng. Nhưng mà thấy mắc quá chú ơi, nên là thôi chú mua xe cũ lại. À, lo cái ba phụ tùng biết có là thay hay không. Nói chung là vậy, mày hỏi về cái xe Matiz đó của nữ hoàng Alexander Đường Cám thì ta cũng trả lời mày thiệt tình. Cái xe đó mày mua về mày đi là ngon. Còn bây giờ quý vị sẽ xem cái cách mà chiếc siêu xe này nó khởi động. Nào, bắt đầu cho xe nổ máy, chạy. Nó đủ thứ bệnh, nó ho gà, ho lao, rồi nó bị hoài da, nó ung thư nữa. Lên ngồi cái xe đó sửa gần chết. Mà hồi nãy con thằng tới đây nó tính hỏi nó mua. Ủa, sao mình không gài, mình bán lại nó? Mình ôm cái cục sắt dụng này làm chi?